Lời nguyện cầu buổi sáng dành cho trẻ. Cha mẹ nên hướng dẫn con trẻ vào buổi sáng sau khi thức dậy, vệ sinh thân thể, mặc đồ, tươm tất, đến trước bàn thờ Phật, lễ Phật ba lễ thật cung kính, rồi quỳ tụng bài. Lời nguyện cầu buổi sáng. Lễ Phật. Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật và mười phương Phật một lạy. Chí tâm đảnh lễ, Nam mô những kinh thiên Thế Tôn dạy và mười phương pháp một lạy. Chí tâm đảnh lễ, Nam mô Thánh Tăng theo Thế Tôn học và mười phương Tăng một lạy. Lời nguyện cầu buổi sáng. Thành tâm quỳ dưới Phật đài, cúi đầu lạy Phật đón ngày mới sang. Phật Đà từ ái nghiêm trang, cha lành của khắp mười phương vạn loài. Xin nghe con trẻ tỏ bày lời cầu nguyện của kiếp này kiếp sau. Trước là cha mẹ ơn sâu, được nhiều phước đức sống lâu tuổi trời. Ông bà tiên tổ nhiều đời, an vui cõi Phật thảnh thơi tu hành. Xin cho thế giới thanh bình, ai ai cũng sống hiền lành với nhau. Thầy cô vất vả công lao, mong sao sẽ được phước cao đức dày. Còn con xin nguyện từ đây siêng năng học tập để ngày lớn khôn, đáp đền cha mẹ công ơn, đắp xây thế giới đẹp hơn bây giờ. Hôm nay con trẻ dại khờ, biết bao mơ ước còn chờ mai sau. Nguyện trên ơn Phật nhiễm màu, cho con trí tuệ hiểu sâu mọi điều. Cho lòng con biết thương yêu, để con giúp đỡ được nhiều tha nhân. Cho con lễ độ ân cần, biết nhường kính với người gần kẻ xa. Từng ngày cuộc sống đi qua, xin cây đạo đức nở hoa trong lòng. Đôi điều con trẻ ước mong, cúi xin Đức Phật cảm thông độ trì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần. Tam quy y. Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh hiểu sâu đạo cả, pháp tâm vô thượng một lạy. Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển một lạy. Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh nề nếp kỷ cương, yêu thương hòa hợp một lạy.